Dạ, cô bán cho cháu một suất cơm không được không ạ? Mua mang về à? Cháu ăn ở đây ạ. Được bao nhiêu mà lại mất công phục vụ, dọn dẹp. Thôi đi chỗ khác mà ăn. Dạ. Cháu ơi! Vào đợi bác tí. Tại sao lại không bán? Nhìn cái biết ngay nó là sinh viên. Rửa thêm một cái đĩa có làm sao không? Có phải... Vào đi cháu. Giời. Ủa hay. Vào đây, vào đây. Cơm hả? Nhưng mà cơm trắng không thôi ạ. Rồi, ok. Đây, cho bạn người ăn đi. Dạ vâng. Bác cho cháu xin một tí nước thịt được không ạ? Sao lại không? Hàng nhà bác ấy thì bán ngày nào hết ngày đó. Có để làm gì đâu. À. Ăn đi. Cháu cảm ơn ạ. Ừ. Bác ơi. Hả? Bác cho cháu xin một tí canh không ạ? Được chứ. Có đâu. Bữa cơm có 5.000 bạc mà còn canh mới tiếc. Ok. À. Đợi bác. Tí canh thôi mà. Đáng là bao nhiêu? Đợi bác đi. Đây, canh đây. Cháu xin ạ. Ừ. Ui. Cơm canh nhà bác ngon rồi đấy. Ờ. Bác bán cho cháu một suất cơm không mang về để chiều cháu ăn. Có ngay. Ăn nhưng mà bác nhớ cho cháu xin thêm một tí canh nhá. Rồi, có canh. Cháu cảm ơn ạ. Ừ. Ông ơi, thế bây giờ thế nào bây giờ? Lệnh giải tỏa người ta đã đưa rồi. Mọi người chấp hành thì mình cũng phải theo thôi. Mà người ta hẹn một tháng nữa. Nếu không dọn xong ấy, là người ta cắt hết điện nước đấy. Ây giời. À ông này, ông có cái thư đây này. Thư à? Của ai đấy? Của công ty nào người ta gửi cho đấy. Sao lại công ty nhỉ? Chào hai bác. Cháu mời hai bác uống nước ạ. Cảm ơn cháu. À, hai bác chờ một chút nhá. Ờ, tổng đoàn nốt của bọn cháu xuống ngay bây giờ ạ. Dạ vâng. Dạ, hai bác cứ ngồi đi ạ. Anh về rồi ạ? Ừ. Hôm nay anh đi làm có mệt không? Ôi giời, quá là mệt. Nhưng mà anh có một tin vui. Tin gì ạ? Đấy là anh đã tìm được người giúp việc cho nhà mình rồi. Ôi thật ạ? Ừ. Xuân. Em chào chị. Ừ, chào em. Giới thiệu với em, đây là Xuân. Sẽ là người giúp việc cho nhà mình. Từ bây giờ ấy, em sẽ không phải vất vả trở về nhà nấu cơm sau mỗi giờ làm việc nữa. Huh?
anh à. Anh ơi, em có thai rồi. Giờ phải tính sao? Em đi khám bác sĩ bảo được 8 tuần rồi. Vâng. Cô tự lo mà giải quyết đi. Có mỗi cái việc đấy mà gọi cho tôi suốt thế. Tôi nói thế này này, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa nhá. Tự lo mà giải quyết đi. Làm cái gì mà gọi không nghe máy nhở? Mình sẽ phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Không thể để bị lừa dối mãi được. Đây, tiền của cô đây. Cô về nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhá. Em cảm ơn anh ạ. Anh Trung à, anh xuống ngay đây. Anh xuống ngay đây cho tôi. Anh có định đưa tiền cho cô Xuân đi phá thai à? Anh có biết việc đấy là thất đức không? Này, em nói cái gì đấy? Anh không hiểu gì cả. Em có định phá thai gì đâu ạ. Em còn rất là đang mong chờ đứa con này. Hai người. Này, mà cô Xuân có thai thì liên quan gì đến anh? Lại còn không liên quan đến anh nữa à? Mà việc gì anh phải đưa tiền cho cô ấy phá thai nào? Anh đừng có dối em. À, hiểu rồi. Này, ghen đúng không? Nghĩ là của thằng này đúng không? Chị hiểu nhầm rồi đấy ạ. Thực ra em vừa mới lấy chồng, không biết có thai nên em vẫn xin đi làm. Chồng em vừa gọi điện bắt về để dự thai nên là nên là xin thôi, xin phép anh chị em về ạ. Đấy, em thấy chưa? Người ta xin nghỉ thì mình phải trả lương cho người ta chứ. À, thôi, cô đi về đi, không bị lỡ chuyến xe bây giờ. Dạ, thế em chào anh chị ạ. Đưa bé chào đời như alo cho chúng tôi nhá. Dạ. Thấy chưa? Em xin lỗi. Tại mấy hôm nay em cứ thấy anh lo lắng, chạy đôn chạy đáo. Thế là em nghĩ... Nói cho em biết, công ty của anh đang có một dự án lớn, anh phải hoàn thành cho kịp tiến độ. Thế cho nên là hơi cáu với nhân viên, chứ có cái gì đâu. Anh xin lỗi. Người có lỗi là em mà. Em xin lỗi nhá. Này mẹ lại sốt con trai lắm cho xem. Xây sát nhẹ thôi mà. Thôi, ta đi về thôi. Nhưng mà có đau không? Anh không đau, anh nói thật mà. Các con về rồi đấy à? Mẹ pha sẵn nước cam cho con đây rồi. Dạ. Uống cho đỡ mệt. Đưa mẹ cất cặp cho nào. Dạ, thôi mẹ cứ để con. Ôi giời, tay làm sao thế này? Lại bị ngã à? Dạ. Ôi giời, khổ thật con trai mẹ này. Mình đi đứng thế nào mà để ngã xước cả tay ra thế này? Cái con này đi vì anh mà không chịu chăm sóc anh gì cả, để anh thế này à? Anh ấy có làm sao đâu mà mẹ phải xoắn lên như thế ạ? Chảy máu thế này mà bảo không làm sao à? Ôi giời ơi, khổ thân con trai. Con không làm sao thật mà mẹ. Mẹ pha sẵn nước cam rồi, con uống đi nhá, cho nhanh khỏi con ạ. Con thôi uống mẹ đi. Cứ kệ con đi ạ. Ôi khổ thân không cái chứ lị. Kệ nó. Ổng quá. Mẹ, con đang đăng ký thi trường đại học mẹ ạ. Ừ, con xem khả năng của mình thế nào thì đăng ký trường cho phù hợp. Mẹ muốn con thi trường nào ạ? Thì con lựa chọn rồi, ý kiến của mẹ có quan trọng gì đâu. Mẹ ơi, con về rồi. Nhà có gì ăn không ạ? Đây, mẹ đã nấu sẵn chè cho con ăn. Món con thích nhất đấy. Dạ. Mẹ, con có muốn ăn chè ạ? Vào trong nồi mà múc. Ăn đi con. Dạ. Này, hôm nay phỏng vấn thế nào? Dạ, con được nhận rồi mẹ ạ. Ui, tốt quá. Mẹ sẽ chiêu đãi con một món thật là tinh soạn ở nhà hàng. Cảm ơn mẹ ạ. Mẹ, con đăng ký thi trường sân khấu điện ảnh mẹ ạ. Con muốn trở thành một nhà biên kịch. Ừ thì cứ thi đi. Mà có mỗi một cái trường hỏi mãi thôi. Vâng, mẹ lúc nào cũng thế. Cái gì của con cũng là bình thường. Còn chuyện gì liên quan đến anh Dung mới điều quan trọng hết. Nhiều lúc con tự hỏi mẹ có nhặt con về để nuôi không nữa. Con nói cái gì đấy? Thế không đúng ạ. Từ nhỏ tới lớn, cái gì mẹ cũng quan tâm của anh Dung thôi. Còn con ấy, phải tự lo một mình. Nếu mẹ không thương con ý, thì mẹ sinh con ra làm gì ạ? Bật dậy! Mẹ nuôi mày lớn thế này để mày cãi mẹ à? Phải! Con cái gì cũng không tốt đấy. Vậy thì mẹ
ở với con trai của mẹ đi. Mai, dậy đó. Mai. Dũng. Em về nhà đi, mẹ đang lo cho em lắm đấy. Anh cứ kệ em, mẹ có xem em là con đâu. Em nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ không coi em là con thì còn coi ai là con nữa? Anh làm sao mà hiểu được, cứ như là mẹ chẳng sinh ra em ý. Để anh nói cho em việc này. Thật ra anh không phải là con đẻ của mẹ. Anh bảo sao ạ? Anh là con của bác Hạ, chị gái của mẹ em. Mẹ anh đã mất sau khi sinh anh ra. Vì vậy mẹ em đã đón anh về nuôi để giải phóng cho bố anh. Đó là lý do vì sao bố mẹ em luôn thương yêu anh. Hồi nhỏ anh yếu lắm, vì vậy mẹ luôn muốn em là một người mạnh mẽ để che chở, bao bọc cho anh. Thật ra dù em có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh để che chở cho em. Bây giờ anh đố ai dám bắt nạt em gái của anh đấy.